Học kỳ 1 và thời gian gần đây thầy nhận rất nhiều những câu hỏi từ phía bạn học sinh như là làm thế nào để có thể ôn tập tốt cái chương trình học 10 hay là làm thế nào để có thể là nắm được kiến thức trọng tâm và để chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra học kỳ này. Và thì trong bài học ngày hôm nay, cụ thể là trong bài ôn tập học kỳ này, thầy và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lại những nội dung chính trong từng phần để xem rằng là chúng ta sẽ cần ghi nhớ những điều gì để chuẩn bị thật tốt cho mình trong bài kiểm tra sắp tới này. Và chúng ta sẽ cùng đi vào ngày hôm nay ôn tập học kỳ 1. Và không biết có bạn học sinh nào còn nhớ là trong chương trình học 10 này ở học kỳ 1 chúng ta đã đi qua những chủ đề nào không? Chúng ta đã đi qua 4 chủ đề. Chủ đề đầu tiên đó là giới thiệu chung về các cấp tổ chức sống. Chủ đề thứ hai là thành phần hóa học của tế bào. Chủ đề thứ ba là cấu trúc của tế bào. Và chủ đề số 4 là chủ đề gần nhất, đó là chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào. Và theo các cái lần ra đề thì thường các cái nội dung rơi vào phần kiểm tra cuối học kỳ 1 này sẽ rơi vào các cái nửa sau, tức là chuyên đề số 2, số 3, số 4 nhiều hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng vẫn phải cần nhìn lại tất cả bốn chuyên đề để có thể có một cái nhìn khái quát nhất, và chúng ta sẽ cùng lưu ý những điểm đặc biệt. Và chúng ta sẽ cùng vào cái phần đầu tiên, vào chủ đề đầu tiên, đó là giới thiệu về các cấp tổ chức sống. Giới thiệu sống được chia thành các cấp độ khác nhau, và chúng ta sẽ cùng nhìn nhanh lại các cấp độ tổ chức sống này. Đó là bao gồm từ mức độ nhỏ nhất là từ nguyên tử đến cấp độ lớn nhất là sinh quyển. Nó trải qua các cấp là phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan. Cơ quan lại cấu tạo nên hệ cơ quan lại tạo nên cơ thể, và nhiều cơ thể cùng loài tạo nên quần thể, và nhiều quần thể loài khác nhau tạo nên quần xã, và nhiều quần xã thì lại tạo nên hệ sinh thái, và các hệ sinh thái tạo nên sinh quyển trên trái đất này. Vậy thì liên quan đến nội dung phần giới thiệu về các cấp tổ chức sống này, chúng ta cần nhớ thêm một cái nội dung nhỏ nữa, đó là học thuyết về tế bào. Đó là mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào. Chúng ta nhớ nhé, mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào, và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách là phân chia tế bào mà thôi. Đây là nội dung của học thuyết tế bào, và nó có thể rơi vào một ý nhỏ trong câu tự luận hoặc là rơi vào phần trắc nghiệm. Và cũng từ cái học thuyết tế bào này, chúng ta sẽ có một cái kết luận nhỏ hơn nữa, đó là trong các cấp độ tổ chức sống này thì cấp độ nào được coi là cấu trúc cơ bản của cơ thể sống trong các cấp độ trên bảng, thì đó chính là tế bào. Tế bào, chúng ta chú ý, tế bào được coi là cấu trúc cơ bản của mọi cơ thể sống. Bởi vì sao? Bởi vì ở tế bào nó sẽ xảy ra các cái hoạt động sống của một cơ thể sống. Chẳng hạn như ở tế bào xảy ra hoạt động trao đổi chất, ở tế bào xảy ra quá trình hô hấp tế bào, hay là gần đây nhất là ở tế bào xảy ra cả quá trình quang hợp với tế bào ở các loài sinh vật tự dưỡng như thực vật, tảo, vân vân. Thế nào? Vậy thì trong nội dung này chúng ta cũng cần nhớ thêm một chút nữa về các cái đặc điểm của cấp độ tổ chức sống. Chúng ta nhớ lại là cấp độ tổ chức sống chúng ta có 3 đặc điểm. Thứ nhất là được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, chúng ta nhớ nhé, bao gồm là giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài, ra từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Đó là được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. Đặc điểm thứ hai của các cấp tổ chức sống, đây là một hệ thống mở và có khả năng tự điều chỉnh. Chúng ta chú ý, đặc điểm thứ hai là hệ thống mở và tự điều chỉnh. Đặc điểm thứ ba là gì? Đặc điểm thứ ba là các cấp tổ chức sống là không ngừng tiến hóa. Chúng ta nhớ những cái đặc điểm chính này thì nó sẽ có thể rơi vào các nội dung câu hỏi của các bạn trong các bài kiểm tra. Và trong các cái phần đầu đề này, chúng ta cũng đề cập đến năm giới theo nguyên tắc quan điểm phân chia giới sinh vật thành năm giới, thì có bao gồm giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật và giới động vật. Thì để tiện cho nghiên cứu và tìm hiểu ôn tập, chúng ta có thể lập một cái bảng như ví dụ thầy đang đưa ra trên bảng đây, để các em có thể nhìn một cách tổng thể cả năm giới này, từ đặc điểm tế bào cơ thể cho đến phân loại cũng như là kiểu dinh dưỡng
chúng ta có thể lập một cái bảng như thế này để tiện cho việc ôn tập của mình. Chúng ta có thể thêm các nội dung khác như là môi trường sống, đại diện, vai trò. Tất cả những thông tin này khi mà các em tập trung thành một bảng như thế này thì chúng ta sẽ dễ dàng ôn tập hơn. Và chú ý, cái chương 1 này thì thường nội dung kiến thức sẽ rơi vào các câu hỏi trắc nghiệm nhiều hơn. Chúng ta sẽ cùng đến với một số ví dụ trắc nghiệm mà có sử dụng nội dung câu hỏi của cái phần 1 này. Chẳng hạn, ví dụ đầu tiên là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống là, thì thầy vừa nói ngay trước đây thôi, đó là liệu có phải là phân tử không, hay là tế bào, mô hay là cơ quan. Thì nhắc lại một lần nữa, chúng ta nhớ đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống đó là tế bào. Như vậy đáp án đúng là đáp án B. Tiếp tục lại từ câu hỏi này, chúng ta có thể xuất phát ra một dạng câu hỏi khác. Chẳng hạn, tế bào hay khác là vì sao tế bào được coi là đơn vị cấu tạo cơ bản của một cơ thể sống? A, B, C hay D? Chúng ta cùng nhìn nhanh và lựa chọn đáp án của mình nhé. Chúng ta đã nhìn xong đáp án chưa? Vậy thì đáp án đúng ở đây theo các em sẽ là đáp án nào? Liệu rằng có phải là vì đây là đơn vị nhỏ nhất trong các cấp độ tổ chức sống không? Chắc chắn là không rồi, vì nhỏ nhất nó sẽ là nguyên tử. Tiếp tục, liệu nó có không ngừng phân chia thì có được coi là đơn vị cấu tạo cơ bản của thể sống không? Điều này ở tế bào có xảy ra, tức là nó không ngừng phân chia. Nhưng đây đã chưa thể thể hiện được đó là đại diện cho cơ thể sống. Vậy thì ý C có gì? Có đầy đủ các quá trình của một cơ thể sống, chẳng hạn như trao đổi chất, hô hấp, và ở những tế bào các loài thực vật tạo vân vân thì có các quang hợp nữa. Đáp án C. Đáp án D là thành phần cấu tạo nên các mô và cơ quan. Thì tế bào cũng là thành phần cấu tạo nên mô và cơ quan, nhưng phân tử và nguyên tử nó cũng là thành phần cấu tạo nên tế bào và từ đó cấu tạo nên mô và cơ quan, đúng không nào? Như vậy đáp án đúng ở đây chúng ta sẽ phải loại bỏ các đáp án nhiễu, và đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C. Và như thể phân tích trước, tế bào được coi là đơn vị cấu trúc cơ bản vì nó có đầy đủ các quá trình của đời sống. Vậy thì liệu rằng nội dung này có thể đưa vào phần tự luận không, thì chúng ta cùng đến với ví dụ số 3. Câu hỏi số 3 ở đây đó là trình bày đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống và chứng minh tổ chức sống là hệ thống mở và tự điều chỉnh. Một ý hỏi rất nhỏ nhưng có thể đưa vào phần tự luận. Vậy thì với câu hỏi này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết ý đầu tiên, đó là chúng ta nhớ lại là một các cấp tổ chức sống có 3 đặc điểm. Thế nào? Đặc điểm đầu tiên đó là gì? Đó là tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc như thầy vừa nói, bắt đầu là từ cao xuống thấp, đó là giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài. Nguyên tắc thứ hai là hệ thống mở và tự điều chỉnh. Và nguyên tắc thứ ba đó là đây là thế giới sống liên tục tiến hóa. Đây là 3 đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống. Và ý thứ hai đó là chứng minh tổ chức sống là hệ thống mở và tự điều chỉnh. Thì với ý này chúng ta chú ý, tại sao các cấp tổ chức sống được coi là mở và tự điều chỉnh? Chúng ta thấy rằng là không có một cái cơ thể sống nào, dù là cấp độ thấp hay cấp độ cao, mà nó không có quá trình trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Như vậy ý đầu tiên chúng ta có thể đưa ra đó là vì sinh vật ở mọi cấp độ đều không ngừng có sự trao đổi chất với môi trường, chẳng hạn như hoạt động hô hấp. Thì tất cả tế bào đều xảy ra hoạt động này, và rõ ràng là hô hấp chúng ta học trong chuyên đề 4 rồi, thì đó là quá trình mà chúng ta sử dụng oxy để đốt cháy chất hữu cơ tạo ra năng lượng, và đồng thời cũng thải ra khí CO2. Và kỳ thứ hai cần nêu được chứng minh đó là vì các cấp độ tổ chức dù là từ thấp đến cao thì đều có các cơ chế để tự điều chỉnh bản thân mình để cơ thể có thể tồn tại và thích nghi với môi trường. Chẳng hạn với câu hỏi này có thể là thay bằng việc là chứng minh là đây là hệ thống mở và tự điều chỉnh, có thể là chứng minh đây là một tổ chức, là tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, thì đơn giản hơn rất nhiều, đúng không? Chúng ta kể ra các cấp độ tổ chức. Hoặc là nếu muốn chứng minh đây là một thế giới sống liên tục tiến hóa, chúng ta có thể giải thích dựa trên là các cái nguyên tắc về đột biến, các cơ chế về biến dị vân vân để tạo ra những nguồn gen mới. Đó là những cái ý ta có thể lưu ý trong phần một đầu tiên, đó là giới thiệu về các cấp tổ chức sống. Chúng ta chú ý nhé, đó là những nội dung mà các em cần lưu ý. Như vậy là thầy và các em đã vừa đi nhanh lại những kiến thức trọng tâm của chủ đề 1 là giới thiệu về các cấp độ tổ chức sống. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với các nội dung chính trong chủ đề số 2, đó là thành phần hóa học của tế bào. Vậy
thì trong phần này chúng ta cần chú ý và cần nhớ những kiến thức gì? Thì thứ nhất chúng ta cần nhớ được các cái nguyên tố, các nguyên tố hóa học cấu tạo nên tế bào. Thì có rất nhiều các nguyên tố tham gia vào việc cấu tạo nên tế bào, nhưng có một điểm cần chú ý là có 4 nguyên tố chính mà thầy hay gọi vui là tròn, tức là chúng ta có thể viết C bao gồm carbon, hydro, oxy và nitơ, hay nó lại gọi là nhớ là tròn. Thì khi chúng ta nói đến các nguyên tố chính, đây là 4 nguyên tố chính, và dựa vào hàm lượng có mặt của các nguyên tố hóa học trong tế bào, người ta chia thành hai nhóm là nguyên tố đa lượng và vi lượng. Đa lượng là gì? Đa tức là nhiều, đa lượng tức là các nguyên tố mà xuất hiện nhiều, có khối lượng nhiều. Vậy thì vi lượng là những nguyên tố mà có cái tỷ lệ ít hơn trong cấu trúc của tế bào. Đó, chúng ta có hai nhóm nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng. Chúng ta chú ý nhé. Các nguyên tố đa lượng thì sẽ tham gia vào cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ trong cơ thể chúng ta. Nhưng các nguyên tố vi lượng mặc dù là có cái tỷ lệ rất nhỏ, nhưng nó cũng đóng vai trò rất quan trọng, vì nó sẽ tham gia vào các hoạt động sống của sinh vật và là thành phần phụ thêm ở trong enzyme. Chúng ta nhớ là có hai loại enzyme, một loại là enzyme một thành phần chỉ có protein không, và một loại là enzyme hai thành phần, tức là có sự kết hợp giữa protein và các cái thành phần khác. Thì nguyên tố vi lượng này có thể tham gia vào cấu tạo của enzyme để giúp enzyme có được hoạt tính của mình. Vậy chúng ta chú ý là hai nhóm nguyên tố đa lượng và vi lượng, về khái niệm về thế nào đa lượng và vi lượng, ta tạm hiểu đơn giản đa lượng là nhiều, vi lượng là ít, và cái vai trò của nó đối với tế bào. Cái thứ hai là chúng ta đã được tìm hiểu về 4-5 đại phân tử hữu cơ. Thứ nhất đó là gì? Đó là lipid. Lipid còn được biết đến với cái tên đó là chất béo. Thứ hai là protein. Protein thì còn được biết đến là đạm. Thứ ba là carbon hydrate, hay còn được biết đến với các cái nhóm như là tinh bột, là đường. Và đại phân tử hữu cơ thứ tư đó là acid nucleic. Thật xin lỗi là chúng ta chỉ có 4 đại phân tử hữu cơ thôi nhé, acid nucleic. Và ngoài ra chúng ta được tìm hiểu thêm về một cái chất vô cơ nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng trong cơ thể, đó là nước. Vậy chúng ta sẽ cùng đi lại lần lượt một số các cái đặc điểm chính về các đại phân tử hữu cơ cũng như là nước này. Thì đầu tiên là về nước. Đây là một cái chất có vai trò quan trọng, rất quan trọng trong cơ thể. Chúng ta phải chú ý này. Vì nước có cấu tạo là bao gồm các nguyên tử oxy với hai nguyên tử hydro. Và nước có tính phân cực, chúng ta chú ý. Bởi vì nước có tính phân cực nên nó chỉ có khả năng là hòa tan các chất có tính phân cực mà thôi. Điều này nó sẽ liên quan đến việc là tại sao có những cấu trúc ở trong môi trường chúng ta có những loại axit amin kỵ nước và axit amin ưa nước, sẽ tạo nên các cấu trúc không gian của protein. Và giữa các phân tử nước, chúng ta chú ý là có lực hấp dẫn tính điện và tạo ra được các mạng lưới nước ở trong cơ thể. Và chúng ta phải chú ý đến vai trò của nó. Thì có 3 vai trò chính của nước cần đề cập đến. Thứ nhất thì nước là một cái thành phần cấu tạo và là dung môi hòa tan các chất trong cơ thể. Thứ hai, nước là môi trường và là nguồn nguyên liệu cho phản ứng sinh lý hóa sinh. Chẳng hạn trong quang hợp, chúng ta nhớ đã từng tìm hiểu trong phần chủ đề số 4, thì quá trình quang phân ly nước tạo ra oxy và các ion điện tử. Chúng ta chú ý. Và cái vai trò thứ ba cần nhớ của nước đó là tham gia điều hòa trao đổi nhiệt của tế bào và cơ thể. Chẳng hạn đơn giản ví dụ như chúng ta hoạt động nhiều hay là trời nóng, thì cái cơ chế tiết mồ hôi của cơ thể nó giúp cơ thể chúng ta tự điều hòa thân nhiệt của mình được. Như vậy đây là cái điểm cần chú ý đối với nước. Thứ hai là lipid. Thì lipid hay còn được biết đến với trên tên là chất béo. Tuy nhiên thì trong lipid chúng ta chú ý là được chia thành 4 nhóm chính, đó là mỡ, phospholipid, steroid và sắc tố và các vitamin. Thì cũng giống như phần trước, để tiện cho việc nghiên cứu thì các em hoàn toàn có thể lập cái bảng như thế này. Thay vì việc chúng ta viết từ trên xuống dưới rất là khó đọc và khó nhớ, chúng ta hoàn toàn lập bảng. Bởi vì khi chúng ta lập bảng như thế này thì cũng là một lần chúng ta khắc lại kiến thức, và là một lần chúng ta so sánh, có một cái so sánh trong đầu về các cái thành phần cũng như là các cái đơn vị, các cái loại lipid khác nhau này. Thế nào?
thì chúng ta chú ý này, mỡ là có liên kết của một phân tử glycerol và liên kết với ba phân tử axit béo, và khi một trong ba phân tử axit béo đó được thay thế bởi một nhóm phosphat thì nó chuyển thành phospholipid. Điểm này chúng ta có thể nhớ, bởi vì đây có thể rất dễ rơi vào một trong các câu hỏi trắc nghiệm, bởi vì là nội dung trắc nghiệm thì nó sẽ phổ kiến thức rộng hơn rất nhiều so với các câu tự luận. Và một số các ví dụ như chức năng thì các em để quan sát nhanh trên bảng thống kê này, đó là những cái điểm chúng ta cần nhớ đối với nhóm lipid. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu nhanh lại những cái kiến thức và những điểm chính cần nhớ về lipid. Và chúng ta cùng đến với đại phân tử hữu cơ thứ hai là protein. Thì chúng ta hãy nhớ lại xem là chúng ta cần nhớ gì. Thì với một cái đại phân tử hữu cơ này, chúng ta cần nhớ hai điểm chính, một là cấu tạo và hai là chức năng. Vậy thì protein có cấu tạo như thế nào? Chúng ta hãy nhớ lại nào. Protein có tất cả là bốn bậc cấu trúc khác nhau. Chúng ta chú ý nhé. Cấu trúc bậc 1 đó là trình tự các axit amin liên kết với nhau tạo thành chuỗi polypeptide. Nó đơn giản chỉ là một chuỗi polypeptide gồm các axit amin được nối liền với nhau. Cấu trúc bậc 2 đó là các bạn tưởng tượng là khi mà cái chuỗi đó bắt đầu là xoắn hoặc là gấp nếp thì sẽ tạo thành nên cấu trúc bậc 2. Nó đang là một chuỗi thẳng, bây giờ sẽ xoắn lại hoặc là gấp nếp với nhau để tạo nên cấu trúc bậc 2. Vậy thì từ bậc 2 thì nó sẽ tiếp tục xoắn nhiều hơn nữa để tạo nên cấu trúc không gian bậc 3, 3 chiều đặc trưng. Và đến cấu trúc bậc 3 này thì protein đã có thể thực hiện được các cái chức năng của mình. Chúng ta chú ý là đến bậc 3 này, khi đã tạo được thành cấu trúc không gian 3 chiều đặc trưng thì phân tử protein đã có thể thực hiện được cái chức năng của mình. Và bậc 4 thì là gì? Bậc 4 thì chúng ta chú ý là đến cấu trúc bậc 4 này thì nó không chỉ còn là một phân tử protein bậc 3 nữa, mà nó là gồm hai hoặc là nhiều các cái phân tử protein có cấu trúc bậc 3 kết hợp lại với nhau, chẳng hạn như là hemoglobin trong hồng cầu, ví dụ như vậy, được kết hợp bởi nhiều các cái protein bậc 3 kết hợp lại với nhau. Chúng ta chú ý đây là bốn bậc cấu trúc. Vậy thì chức năng của protein là gì? Chúng ta nhớ một số chức năng chính này. Chức năng đầu tiên là chức năng cấu trúc. Protein tham gia vào các cấu trúc trong tế bào và trong cơ thể. Chức năng thứ hai, chức năng tiến thể kể đến là cấu trúc này. Chức năng thứ hai chức năng gì? Xúc tác phản ứng. Là nhớ lại trong phần trước khi học về enzyme. Và còn rất nhiều các cái chức năng khác. Như vậy, với phân tử protein này, các em cần nhớ được một là về các bậc cấu trúc và hai là các chức năng chính của protein. Thế nào? Như vậy chúng ta đi hết cấu trúc, đi hết cái phần kiến thức cần nhớ về protein. Chúng ta sẽ cùng sang đại phân tử hữu cơ thứ ba là carbon hydrate. Vậy thì nhớ lại một chút thì carbon hydrate này bao gồm các cái đại phân tử hữu cơ như là đường, là tinh bột, cellulose, vân vân. Thì chú ý về thành phần cấu trúc của nó. Chúng ta nhớ nhé là với mỗi một đại phân tử hữu cơ này, các em cần phải nhớ được thầy về cấu trúc của nó và về chức năng. Vậy thì carbon hydrate có cấu trúc như thế nào? Thì chú ý nó được cấu tạo chỉ có ba nguyên tố là CHO và được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Tức là sao? Tức là một phân tử đại hữu cơ này nó được cấu tạo từ nhiều đơn phân, và cụ thể các cái đơn phân của nó đó là các cái đơn phân đường. Ví dụ như là ở đường đơn, tức là chỉ có một là đường đơn phân là một phân tử đường thôi, thì có các loại đường đơn như là đường glucose, đường fructose, đường galactose là những loại đường chúng ta chú ý là chỉ có một phân tử đường. Vậy thì khi hai phân tử đường kết hợp lại với nhau, chúng ta có đường đôi, chẳng hạn như là saccharose, lactose là đường trong sữa chẳng hạn. Thế nào? Thì đây là đường đôi. Vậy thì nếu như không phải chỉ là hai phân tử đường nữa mà là rất nhiều phân tử đường kết hợp lại với nhau, chúng ta sẽ có đường đa, đó là tinh bột, là cellulose, là kitin, vân vân. Vậy thì đây được gọi là nguyên tắc đa phân, tức là mỗi một cái phân tử hữu cơ này nó được cấu tạo từ các đơn phân là các phân tử đường. Và tương ứng ở phần trước protein cũng thế. Protein có các đơn phân là các acid amin, lần nhớ nhé, cấu trúc một của protein của nó vừa rồi thì nó là các acid amin. Như vậy protein cũng được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân giống như carbon hydrate. Và chúng ta có thể có một câu hỏi trắc nghiệm hạn như là nguyên tắc đa phân là gì, hay là đơn phân cấu tạo nên protein là gì chẳng hạn. Như vậy thì ta chú ý để chúng ta có thể tìm ra phần trả lời chính xác của mình. Vậy thì carbon hydrate này sẽ có vai trò như thế nào trong cơ thể và đối với chúng ta?
Thì nhớ lại ngay cái chủ đề số 4 vừa rồi chúng ta vừa đề cập đến, thì cái nguyên liệu chính cho quá trình hô hấp tế bào đó chính là các cái phân tử hữu cơ và cụ thể là carbon hydrate này. Như vậy thì chúng ta sẽ có những vai trò chính của nhóm này, đó là đầu tiên đây là nguồn cung cấp năng lượng cho tế bào. Quá trình đốt cháy, quá trình phân hủy carbon hydrate này sẽ tạo ra năng lượng và cụ thể là năng lượng ATP. Thứ hai là carbon hydrate này cũng tham gia vào cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể, là chú ý nhé. Như vậy protein cũng tham gia cấu trúc và carbon hydrate này cũng tham gia vào việc cấu trúc. Chẳng hạn như là thành tế bào của thực vật được cấu tạo từ cellulose chẳng hạn, đúng không nào? Và vai trò thứ ba là carbon hydrate này có thể liên kết với protein để tạo nên các phân tử glycoprotein nằm trên màng tế bào, và đây nó đóng vai trò là các kháng thể, các kháng nguyên trên bề mặt tế bào. Và chúng ta nhớ lại một chút về miễn dịch lớp 8, thì kháng nguyên này là các cái chất mà có thể tham gia vào quá trình là kích hoạt kháng thể, sự tạo kháng thể cho hệ miễn dịch. Thì chú ý nhé, các cái chất này trên bề mặt tế bào chính là tạo nên kháng nguyên của tế bào, là những điều đó. Như vậy đây là những điểm các bạn cần nhớ, các em cần nhớ về carbon hydrate, chúng ta chú ý về cấu tạo và về vai trò. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với đại phân tử cuối cùng là acid nucleic. Vậy thì acid nucleic này nó sẽ gồm những cái cấu trúc như thế nào? Thì chúng ta nhớ một chút thì nó cũng được cấu tạo theo nguyên tắc đa phần giống như là protein, giống như là carbohydrate, vì mỗi đơn phân của nó là các nucleotide. Và chúng ta có hai loại acid nucleic, đó là ADN, gồm hai loại, chúng ta chú ý là gồm hai loại là ADN. ADN có mặt ở đâu ạ? Chúng ta nhớ lại một chút, ADN có mặt ở trong nhân tế bào, và đây chính là cấu trúc mà chứa và mang thông tin di truyền, từ đó quy định nên tất cả các đặc điểm cơ thể sống. Và loại acid nucleic thứ hai là ARN. Và nếu bạn nào gần đây mà hay vào YouTube chẳng hạn, các bạn có thể xem cái MV Em Gái Mưa chẳng hạn, thì có một cái điểm khá thú vị là thầy giáo trong đó cũng dạy sinh, và cụ thể có một cái bài tập mà giống như bài tập tiếp theo đây, đó là so sánh sự giống và khác nhau giữa ADN và ARN. Không biết chúng ta có nhớ cảnh này trong MV không, khi mà cô bé đó được lên bảng và trả lời câu hỏi này. Thì đây cũng sẽ là một ví dụ có thể rơi vào các dạng câu hỏi kiểm tra chúng ta. Vậy thì với câu hỏi này chúng ta sẽ làm như thế nào? Với một câu hỏi so sánh giữa ADN và ARN, chúng ta sẽ phải sử dụng các kiến thức, chúng ta nhớ lại các kiến thức về cấu trúc của ADN và ARN. Chúng ta chú ý là khi mà đã so sánh như thế này, chúng ta so sánh cả về cấu trúc và cả về chức năng. Đó, thông qua ví dụ này chúng ta sẽ ôn tập phần này luôn, thay vì việc thầy phải nói rất nhiều về cái phần lý thuyết đó. Và thường thì khi mà làm bài tập so sánh thì chúng ta có rất nhiều cách, có thể các bạn trình bày theo văn xuôi và có thể là trình bày theo dạng bảng. Thì với thầy thì khi mà trình bày bài tập so sánh thì thầy thường sử dụng bảng để chúng ta thấy được sự so sánh dễ hơn. Ví dụ chúng ta sẽ có kết quả như sau. Khi mà so sánh, đầu tiên về giống nhau thì chúng ta chú ý là cả ADN và ARN đều được cấu tạo từ các nguyên tố là CHONP, tức là carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. Đây đều là các nguyên tố học cấu tạo nên ADN và ARN. Thứ hai là các phân tử hữu cơ này đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, tức là nó được nhiều đơn phân kết hợp lại với nhau. Đó điểm giống nhau, chúng ta chú ý. Vậy thì ADN và ARN khác nhau như thế nào? Chúng ta chú ý là nó chỉ có một số điểm khác nhau nhỏ, nhưng nó lại tạo nên những khác biệt rất lớn giữa hai cấu trúc này. Thứ nhất là với ADN, về cấu trúc thì nó được cấu tạo từ 4 loại ATGX, tức là adenine, thymine, guanine và cytosine. Nhưng 4 loại nu này ở ARN có một sự thay đổi nhẹ và nhỏ, đây đó là thay đổi T, không có T nữa, mà trong ARN được thay bằng U là uracil. Chúng ta chú ý. Điểm khác biệt thứ hai là các cái đường trong các đơn phân của ADN là đường deoxyribose, tức là đường đã bị mất đi một phân tử oxy. Trong khi đó đường cấu tạo nên ARN là đường ribose, tức là đường có 5 oxy. Đó là điểm khác biệt thứ hai. Một bên là đường deoxyribose, tức là chữ D ở trong ADN, và một bên là đường ribose, tức là nó tạo nên chữ R trong ARN này, chúng ta chú ý nhé. Điểm khác biệt thứ ba đó là ADN được cấu tạo gồm hai mạch, trong khi đó ARN chỉ một mạch mà thôi. Trên đoạn ARN thì có những đoạn mà gấp khúc, chẳng hạn như trong tRN thì nó có sự gấp khúc cục bộ và tạo nên cấu trúc là có sự liên kết giữa các mạch, nhưng đó vẫn chỉ được coi là một mạch đơn, chúng ta chú ý nhé. Và ở ADN bởi vì có cấu trúc gồm hai mạch nên giữa các cái nu
giữa các mạch thì sẽ liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung và bằng các liên kết hydro gắn kết lại với nhau. A và T sẽ liên kết bằng là hai liên kết hydro và G và X sẽ liên kết bằng ba liên kết hydro. Chúng ta chú ý nhé, đó là những kiến thức thêm. Nào, về chức năng thì ADN như thầy vừa nói, nó nằm trong nhân và đây là chức năng của nó, bao gồm việc mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền lại. Trong khi đó ARN thì sẽ tham gia vào một quá trình khác, đó là quá trình tổng hợp protein. Và chúng ta chú ý là có 3 loại ARN chính là mRNA, là loại ARN trực tiếp truyền thông tin từ ADN tới ribosome để tổng hợp nên protein thông qua quá trình là dịch mã. tRN là loại ARN tham gia vào việc vận chuyển các acid amin tới ribosome để tổng hợp nên protein. Vì chúng ta biết rằng là protein có các đơn phân là acid amin. Và rRN là loại ARN cấu tạo nên ribosome để tham gia vào việc tổng hợp nên protein. Như vậy, đây cũng chính là kiến thức các bạn cần nhớ. Và thông qua bảng so sánh này thì các em có thể nhớ cùng lúc ADN và ARN, đặc điểm chung cũng như là chức năng của chúng. Và như vậy là chúng ta đã đi nhanh các cái đại phân tử hữu cơ. Chúng ta chú ý là phải nhớ được cấu trúc và chức năng của bốn đại phân tử hữu cơ này, cũng như là một cái phân tử vô cơ, một chất vô cơ khác là nước nhưng cũng có vai trò quan trọng với chúng ta. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần 2 La Mã, cũng như là chủ đề số 2, đó là thành phần hóa học của tế bào. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu lại những kiến thức chính trong phần chủ đề thứ 2 là thành phần hóa học của tế bào. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu sang đến phần thứ 3, ôn tập lại phần thứ 3, đó là cấu trúc của tế bào. Cấu trúc của tế bào. Vậy thì chúng ta nhớ lại một chút là dựa vào cấu tạo của tế bào, người ta chia tế bào thành hai nhóm tế bào lớn, đó là tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Chúng ta chú ý nhé, tế bào nhân sơ. Và thứ hai là tế bào nhân thực. Vậy thì dựa vào điểm chính nào mà người ta lại chia thành nhân sơ và nhân thực? Thì chúng ta chú ý là hai loại tế bào này khác nhau chủ yếu ở trong cấu tạo của các bào quan, sự có mặt hay không có mặt của bào quan, cũng như đặc biệt là cấu trúc của nhân. Ở tế bào nhân sơ này, chúng ta chú ý là nó chưa có màng nhân, tức là chỉ được gọi là một vùng nhân thôi. Trong khi tế bào nhân thực thì đã có màng nhân và bao phủ các cái chất ở trong nhân như là ADN và nhân con để tạo thành cấu trúc nhân hoàn chỉnh ở trong tế bào. Vậy thì tế bào nhân sơ chúng ta cần chú ý điểm gì? Thứ nhất là tế bào nhân sơ này có kích thước nhỏ hơn so với tế bào nhân thực, chúng ta chú ý. Và thành phần của tế bào nhân sơ thì gồm có 3 thành phần chính. Chúng ta nhớ lại nhanh thôi. Đó là màng tế bào, tế bào chất và vùng nhân. Tế bào chất, đây là 3 thành phần chính của một tế bào nhân sơ. Ngoài ra thì có thể là có thêm cấu trúc khác, chúng ta chú ý chẳng hạn như là gì, như là các cấu trúc để giúp nó di chuyển như là lông này, lông bơi này, roi bơi, là có thêm thành cơ thể, vân vân. Tuy nhiên một điểm đặc biệt đó là ở trong tế bào chất của tế bào nhân sơ, chúng ta chú ý là không có các cấu trúc màng và các bào quan, không có các cấu trúc màng và các bào quan có màng, chẳng hạn như là ti thể lục lạp vân vân, thì không bao giờ xuất hiện ở trong tế bào nhân sơ cả. Chúng ta chú ý nhé. Trong khi đó tế bào nhân thực thì sao? Về kích thước thì tế bào nhân thực sẽ lớn hơn so với tế bào nhân sơ. Thứ hai là trong thành phần của tế bào nhân thực, nó cũng gồm các thành phần bao gồm màng tế bào chất và vùng nhân.
Tuy nhiên thì trong tế bào chất của tế bào nhân thực thì có các bào quan, có các cấu trúc màng. Và có các bào quan có màng bao bọc. Chúng ta chú ý. Và đây là cái điểm khác biệt. Và thứ ba là chú ý một cái điểm ở đây, đó là nhân có màng nhân bao bọc. Nhân có màng nhân bao bọc. Điều đó tạo nên sự khác biệt trong cái cấu trúc nhân giữa tế bào nhân sơ và nhân thực. Đó là những cái điểm các bạn cần chú ý. Và có thể đây cũng chính là một cái dạng câu hỏi, đó là so sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, cũng có thể là một dạng câu hỏi tự luận. Và chúng ta chú ý một điều đây, đó là ở tế bào nhân sơ có một điểm rất đặc biệt, đó là vì kích thước nhỏ nên tỷ lệ của tế bào nhân sơ chúng ta có chụp tỷ lệ là diện tích bề mặt trên thể tích, chúng ta gọi là S trên V. Ở tế bào nhân sơ tỷ lệ S trên V này lớn bởi vì là kích thước nhỏ, tức là thể tích nhỏ, trong khi đó diện tích bề mặt của nó thì nếu lấy tỷ lệ diện tích bề mặt trên thể tích thì tỷ lệ này sẽ lớn và giúp cho tế bào nhân sơ có khả năng trao đổi chất mạnh hơn và sinh trưởng nhanh hơn. Cũng giải thích vì sao là các cái loài động vật, thay lỗi, các cái loài sinh vật nhân sơ sẽ có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh hơn rất nhiều, chẳng hạn như các loài vi khuẩn, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa điểm nhanh lại những cái nội dung trọng tâm trong chủ đề 2, các thành phần hóa học của tế bào, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục sang chủ đề số 3, đó là cấu trúc của tế bào. Vậy thì khi nói đến tế bào, chúng ta chú ý là ở sinh giới, các loài sinh vật, chúng ta chia thành hai nhóm tế bào, đó là tế bào nhân sơ và nhân thực. Chúng ta chú ý có hai loại tế bào là tế bào nhân sơ và nhân thực. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai tế bào này đó là trong cấu trúc của nhân. Một bên đó là đã có màng nhân bao bọc hoàn toàn, nó giới hạn các cái chất bên trong nhân và bên ngoài nhân. Còn một bên là chưa có màng nhân và chỉ tạo thành một cái vùng ở trung tâm, ở giữa tế bào, được gọi là vùng nhân mà thôi. Vậy thì cụ thể tế bào nhân sơ có đặc điểm như thế nào? Chúng ta chú ý. Thứ nhất đó là chưa có nhân hoàn chỉnh như thầy vừa nói. Thứ hai là tế bào chất của tế bào nhân sơ không có nội màng và không có các bào quan có màng bao bọc. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy là không thể có sự có mặt của lục lạp, ti thể, vân vân ở trong tế bào nhân sơ được. Và kích thước của tế bào nhân sơ chỉ khoảng 1 đến 5 micromet. Và chúng ta chú ý là nhờ kích thước nhỏ như thế này nên tế bào sẽ trao đổi chất với môi trường nhanh và sinh trưởng phát triển nhanh hơn. Tại sao lại vậy? Thì chúng ta có một cái tỷ lệ, đó là S trên V. Tỷ lệ này chính là thể tích bề mặt cơ thể, diện tích bề mặt cơ thể và thể tích. Thì tỷ lệ này càng lớn, tức là tế bào nhỏ nhưng có diện tích bề mặt lớn hơn, thì quá trình trao đổi chất diễn ra ở các cái phần trên mặt bề mặt tế bào sẽ nhanh hơn và giúp tế bào có giúp loại sinh vật đó có khả năng phát triển sinh trưởng nhanh hơn. Vậy thì tế bào nhân thực thì sao? Thứ nhất là có kích thước lớn hơn tế bào nhân sơ, chúng ta chú ý. Và thứ hai là có thành tế bào bằng cellulose ở thực vật, hoặc là chitin ở nấm, hay là có chất tiền ngoại bào ở động vật. Và trong tế bào chất của tế bào nhân thực thì có khung tế bào, có hệ thống nội màng và các bào quan có màng bao bọc. Chúng ta chú ý chẳng hạn như chúng ta đã học về ti thể, về lục lạc, vân vân, thì đó là các bào quan có màng bao bọc. Và chú ý một điểm lớn nhất khác biệt đây, đó là nhân của tế bào nhân thực đã có màng nhân. Chúng ta chú ý, nó tạo nên cấu trúc nhân hoàn chỉnh của tế bào. Và đây cũng chính là bảng so sánh nhanh giữa tế bào nhân sơ và nhân thực. Có thể chúng ta sẽ có câu hỏi trong đề kiểm tra, chẳng hạn như là hãy so sánh tế bào nhân sơ và nhân thực chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái bảng so sánh. Và ngoài, chúng ta chú ý là ở tế bào nhân sơ, như vậy chúng ta cần nhớ được các cái kiến thức liên quan đến tế bào nhân sơ. Thì cấu tạo của tế bào nhân sơ chúng ta sẽ chú ý một nhớ một chút là gồm 3 phần, 3 thành phần chính. Đó là màng tế bào, hay gọi là màng sinh chất, chất tế bào và vùng nhân. Thì với tế bào nhân sơ thì các em bắt buộc phải nhớ được các cái thành phần này nó có cấu tạo và chức năng như thế nào đối với tế bào nhân sơ. Ngoài các cái thành phần cấu tạo này thì trong tế bào nhân sơ còn có thêm các thành phần khác,
các thành phần khác. Có thể kể đến ở đây như là các thành phần giúp sinh vật nhân sơ di chuyển, như là lông bơi này, roi bơi. Và các cái loài sinh vật có tế bào dạng cấu trúc tế bào nhân sơ này, đó là các loài vi khuẩn, chúng ta chú ý nhé, đó là vi khuẩn. Vậy thì tế bào nhân thực thì sao? Tế bào nhân thực thì tế bào nhân thực, như chúng ta đã nói là trong tế bào chất của tế bào nhân thực thì có hệ thống các bào quang, có màng bao bọc. Và nội dung này cũng là một cái nội dung quan trọng trong phần 3 về cấu trúc của tế bào này, đó là các cái bào quan và chức về cấu trúc và chức năng của mỗi bào quan trong tế bào nhân thực. Vậy thì cũng giống như các phần trước, để tiện chúng ta theo dõi và ôn tập, chúng ta có thể lập nên các bảng so sánh như sau, các cái bảng thống kê như sau. Chúng ta có bảng về cấu tạo và chức năng. Đây là hai yếu tố với mỗi bào quan chúng ta phải ghi nhớ được về cấu tạo và chức năng của nó. Chẳng hạn như nhân tế bào cấu tạo như thế nào, chức năng ra sao, hay là lưới nội chất cấu tạo như thế nào, chức năng ra sao. Thì tất cả kiến thức này chúng ta được đề cập đến trong phần ôn tập của từng chủ đề, cũng như là trong các bài học rồi, nên thầy sẽ không đọc lại và không phân tích lại nữa. Nhưng chúng ta phải nhớ được về cấu tạo và chức năng, bởi vì các câu hỏi trắc nghiệm hoàn toàn phải rơi phần này. Đơn giản như thầy chỉ cần một câu hỏi trắc nghiệm, chẳng hạn có thể hỏi đó là thành phần nào trong cấu tạo của tế bào, hay là bào quan nào mà là nơi tổng hợp protein chẳng hạn. Thì chắc chắn nếu chúng ta nhớ được chức năng của nó thì đó chính là lưới nội chất. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có cấu tạo và chức năng lần lượt của các bào quan, như là ribosome này, phức hệ gông ghi, ti thể, lục lạp, không bào, lysosome, trung thể, khu bộ khung xương tế bào và các cấu trúc ngoài màng sinh chất. Và ở đây chúng ta chú ý này, các cái bào quan mà các bạn cần đặc biệt chú ý đó là thứ nhất bao gồm ti thể. Vì hãy nhớ đến chủ đề số 4, ti thể là một bào quan rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng, đó là hô hấp tế bào. Thứ hai là lục lạp. Lục lạp sẽ tham gia quá trình nào nhỉ? Lục lạp tham gia vào quá trình quang hợp của tế bào, chúng ta nhớ nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ nhớ thêm các cấu trúc và chức năng của các thành phần khác. Và một cấu trúc nữa mà chúng ta phải nhớ được đó là màng sinh chất. Đây cũng là một cấu trúc rất quan trọng và nó sẽ liên quan đến một cái quá trình tiếp theo, đó là vận chuyển các chất qua màng. Vậy chúng ta phải nhớ được xem là cấu tạo của màng sinh chất như thế nào để cho phép các chất đi ra và đi vào tế bào, cũng như là kiểm soát các cái chất đó, thì chúng ta cũng phải nhớ được cấu tạo và chức năng của màng sinh chất. Và như thầy vừa nói, màng sinh chất sẽ liên quan đến quá trình vận chuyển qua các chất qua màng tế bào, thì cái nội dung vận chuyển các chất qua màng tế bào cũng là một nội dung chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu lại và ghi nhớ lại. Chúng ta sẽ cùng sang nhanh cái nội dung đó là vận chuyển các chất qua màng. Như vậy thì trong phần tế bào nhân thực này, bên cạnh các đặc điểm về cấu trúc của tế bào nhân thực thì các em cần nhớ về cấu trúc và chức năng của mỗi bào quan, chúng ta nhớ nhé. Các bào quan. Và trong phần này chúng ta cũng đề cập đến một quá trình mà diễn ra để giúp tế bào trao đổi được chất giữa môi trường trong và ngoài tế bào, đó là quá trình vận chuyển các chất qua màng. Vận chuyển các chất qua màng. Thì cụ thể với vận chuyển các chất qua màng này thì các em lại phải tìm hiểu lại và nhớ lại các cái kiến thức liên quan đến ba quá trình chính. Chúng ta chú ý là ba quá trình chính. Quá trình đầu tiên đó là vận chuyển thụ động. Vận chuyển thụ động tức là nó không tiêu tốn năng lượng, và cái nguyên tắc vận chuyển ở đây đó là vận chuyển theo nguyên tắc khuếch tán, tức là sẽ đi các chất đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp. Chẳng hạn như là ở bên ngoài môi trường tế bào, bên ngoài màng tế bào nhiều nước hơn chẳng hạn, thì nước sẽ đi từ ngoài vào trong tế bào, ví dụ như thế, được gọi là theo các cơ chế. Hoặc là các cái ion như là ion, ví dụ như là ion hiđro ở bên ngoài nó cao hơn bên trong tế bào thì nó sẽ đi qua màng vào trong tế bào, thì đó được gọi là nguyên tắc khuếch tán, đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Và quá trình vận chuyển động này là nhớ là không tiêu tốn năng lượng. Và có hai hình thức vận chuyển, một là đi trực tiếp qua màng, đi trực tiếp qua lớp phospholipid kép, hai là đi qua các kênh protein xuyên màng, chúng ta nhớ nhé.
cũng đã thể tìm hiểu lại kiến thức này. Quá trình thứ hai đó là quá trình vận chuyển chủ động. Vận chuyển chủ động. Vậy thì khi đã nói chủ động này, tức là tế bào chủ động lấy vào hoặc là đưa các chất ra ngoài tế bào, đó là một quá trình tiêu tốn năng lượng. Chúng ta chú ý nó ngược lại thụ động, chủ động sẽ tiêu tốn năng lượng. Và quá trình vận chuyển chủ động này sẽ được thực hiện thông qua các kênh protein xuyên màng và tiêu tốn năng lượng ATP của tế bào. Và quá trình vận chuyển thứ ba chúng ta cũng cần phải tìm hiểu và nhớ, đó là quá trình nhập bào và xuất bào. Nhập bào, xuất bào. Chúng ta không cần nhớ quá chi tiết từng quá trình, nhưng chúng ta phải nắm được những cái cơ bản. Chẳng hạn như nhập bào, xuất bào này nó sẽ liên quan đến việc là biến đổi của màng sinh chất để đưa các chất từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy thì trong phần cấu trúc của tế bào này, các bạn và các em phải nhớ được, một là phải nhớ được đặc điểm của tế bào nhân sơ, hai là đặc điểm của tế bào nhân thực cũng như là cấu trúc và chức năng của các bào quan, và thứ ba là ba quá trình vận chuyển chính qua màng, bao gồm thụ động, chủ động, nhập bào và xuất bào. Như vậy đây là các nội dung chính ở trong phần 3, phần chủ đề 3 về cấu trúc của tế bào mà chúng ta cần ghi nhớ. Như vậy là chúng ta đã đi nhanh lại qua 3 chủ đề và chúng ta sẽ cùng sang đến chủ đề số 4 và cũng là chủ đề cuối cùng trong cái chương trình sinh học kỳ 1 này. Và thường thì khi ra đề thì các nội dung kiến thức trong đề kiểm tra sẽ thường rơi vào các nửa sau hơn như thầy đã nói phần đầu. Tức là các cái chủ đề số 3, số 4 chúng ta sẽ chú ý ôn tập cũng kỹ hơn, bởi vì sẽ thường rơi vào những phần này, kiến thức sẽ rơi nhiều phần này hơn. Bởi vì các kiến thức ở chủ đề 1 và 2 đã được rơi vào cái bài kiểm tra 45 phút giữa kỳ của các bạn rồi. Vậy chủ đề số 4 đó là vận chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào. Vật chất và năng lượng. Thì phần này chúng ta được ôn tập rất kỹ ở phần bài ôn tập cuối chủ đề số 4 rồi, nên thầy nhắc nhanh những kiến thức mà các em cần nhớ trong phần này. Thứ nhất, chúng ta cần nhớ được khái niệm năng lượng là gì. Khái niệm năng lượng chúng ta còn nhớ không ạ? Năng lượng được định nghĩa là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công. Và có hai trạng thái năng lượng chính là thế năng và động năng. Chúng ta chú ý nhé, đấy là những cái kiến thức cần nhớ nhất, là nhớ về khái niệm năng lượng. Thứ hai, đó là chúng ta nhớ đến hai quá trình, hai quá trình chuyển hóa vật chất. Đó là đồng hóa và dị hóa. Cụ thể, đồng hóa là gì? Đồng hóa là quá trình tổng hợp nên các cái hợp chất phức tạp từ những chất đơn giản. Ví dụ như quang hợp chẳng hạn, tổng hợp nên tinh bột từ các cái chất hữu cơ, chất vô cơ đơn giản như là nước và khí CO2. Dị hóa thì ngược lại, dị hóa là quá trình phân giải các cái chất hữu cơ phức tạp thành những cái chất mà có cấu trúc đơn giản hơn, chúng ta chú ý nhé. Và một cái điều thứ ba chúng ta cần nhớ đó là enzyme. Trong enzyme này thì chúng ta cần phải nhớ được các cái kiến thức như là về khái niệm, về cấu trúc. Có hai loại, chúng ta chú ý là enzyme một thành phần và hai thành phần. Về yếu tố thứ ba là về cơ chế tác dụng. Cơ chế tác dụng của enzyme, nó chú ý nhé. Và một yếu tố nữa là các yếu tố ảnh hưởng. Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của enzyme. Đó là những cái kiến thức chúng ta cần nhớ về enzyme này. Và về hai quá trình chúng ta được tìm hiểu trong chủ đề 4 này thì là hai quá trình mà chúng ta đặc biệt phải nhớ, đó là hô hấp. Và hô hấp này là hô hấp ở mức độ tế bào. Chúng ta cần phải nhớ được về khái niệm thế nào là hô hấp. Chúng ta còn nhớ không ạ?
Hô hấp là quá trình chuyển năng lượng từ các nguyên liệu hữu cơ sang năng lượng ATP, là năng lượng mà chúng ta có thể sử dụng được. Và quá trình chúng ta cần nhớ thứ hai là quá trình quang hợp. Vậy thì với hai quá trình này chúng ta cần nhớ cái gì? Thứ nhất, các bạn phải nhớ được khái niệm. Thứ hai là diễn biến. Chẳng hạn như là hô hấp tế bào thì gồm 3 quá trình, đó là đường phân, chu trình Krebs và chuỗi truyền electron. Còn quang hợp thì gồm 2 pha là pha sáng và pha tối. Như vậy chúng ta phải nhớ được khái niệm diễn biến. Và điều thứ 3 chúng ta cần nhớ được là sản phẩm trong mỗi sản phẩm. Sản phẩm này là sản phẩm trong mỗi giai đoạn và trong cả quá trình. Chẳng hạn như là ở quang hợp thì ở pha sáng sẽ tạo ra sản phẩm là gì, pha tối sản phẩm là gì. Ví dụ như về quang hợp, trong phần hôm trước về ôn tập cuối chủ đề 4 có một câu hỏi trắc nghiệm để đưa ra, đó là khí oxy được tạo ra ở pha nào trong quang hợp, thì đó có thể là một câu hỏi trắc nghiệm rơi vào phần này, đúng không nào? Thì chúng ta nhớ lại một chút, thì trong hai pha thì pha sáng của quang hợp là pha tạo ra khí oxy và pha tối thì là pha tạo ra khí CO2 cũng như là tổng hợp nên các chất hữu cơ từ pha tối này. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy hai quá trình này chúng ta phải nhớ được về khái niệm, về diễn biến và về sản phẩm. Và để nhớ được phần này thì có một cái mẹo rất đơn giản là chúng ta có thể sử dụng các cái sơ đồ dạng cây hoặc sơ đồ mà chúng ta hay dùng, ví dụ như là hô hấp này, đúng không? Hô hấp này, đúng không? Chúng ta sẽ có ý đầu tiên về khái niệm, đúng không nào? Thứ hai là về diễn biến. Ví dụ như diễn biến này chúng ta lại có 3 nhánh nhỏ là đầu tiên là đường phân này, thứ hai là chu trình, thứ ba là chuỗi truyền electron. Chúng ta hoàn toàn có thể tự thiết kế một cái sơ đồ cho mình. Và khi chúng ta viết cái sơ đồ này cũng là một lần chúng ta ghi nhớ kiến thức. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ có thêm một cái phương thức mới để có thể nhớ tốt hơn, để ôn tập tốt hơn cho những vấn đề này. Vì chú ý là cái chương 4 này là chương có nội dung rất dễ rơi vào các nội dung kiểm tra nhiều hơn, vì đây là cái chương ở nửa sau của chương 9 học 10. Và chúng ta sẽ cùng lấy một cái ví dụ bài tập đơn giản phần tự luận phần này. Đó là chúng ta sẽ có ví dụ. Tôi sẽ xóa bảng nhé. Đó là so sánh quá trình hô hấp và quang hợp. Các quá trình này có mối quan hệ như thế nào với nhau? Thì đây là một câu hỏi mà chúng ta đã đề cập đến trong phần ôn tập của chủ đề 4. Vậy thì với câu hỏi như thế này, chúng ta giải quyết ra sao? Vậy thì để giải quyết câu hỏi này thì chúng ta đòi hỏi chúng ta phải nhớ được khái niệm đến diễn biến của mỗi quá trình này, đúng không nào? Vậy thì câu hỏi này có thể trả lời như sau. Chúng ta có thể kẻ bảng. Khi mà so sánh thì thầy thường dùng bảng sẽ dễ so sánh hơn, và khi mà thầy cô chấm cũng sẽ kiểm soát được việc chúng ta so sánh như thế nào. Thì đầu tiên về giống nhau, hô hấp và quang hợp thì đây đều là quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể và gồm chuỗi các phản ứng hóa sinh và có sử dụng năng lượng ATP. Nhớ nhé, dù là hô hấp hay quang hợp đều dùng đến năng lượng ATP ở một số các cái giai đoạn, một số phản ứng trong quá trình này. Chẳng hạn như ở hô hấp thì chúng ta dùng ATP ở giai đoạn nào? Đường phân. Ở quang hợp thì sao? Quang hợp chúng ta sử dụng năng lượng ATP ở trong pha tối để tổng hợp lên chất hữu cơ. Vậy thì khác nhau như thế nào? Thì hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ, hay nói cách khác, đây là quá trình dị hóa, chúng ta nhớ nhé. Thế còn quang hợp thì sao? Quang hợp thì lại ngược lại, là quá trình tổng hợp lên chất hữu cơ từ các chất vô cơ và là quá trình đồng hóa. Tiếp tục, hô hấp sẽ giải phóng năng lượng tiềm tàng trong các chất hữu cơ thành năng lượng ATP, đúng không? Quá trình đốt cháy các chất để tạo ra năng lượng ATP. Còn quang hợp thì lại ngược lại, đây là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng và tích lũy năng lượng ánh sáng đó vào trong các liên kết hóa học của các hợp chất hữu cơ, và các hợp chất hữu cơ này sẽ chính là nguyên liệu sử dụng cho hô hấp. Như vậy, dựa vào phần này chúng ta lại thấy được mối quan hệ quang hợp sẽ là nguồn cung cấp nguyên liệu cho hô hấp,
và hô hấp sẽ cung cấp lại các nguyên liệu khác như là CO2, là nước cho quang hợp, cũng như là cung cấp năng lượng cho quá trình quang hợp. Như vậy, đó là mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp. Hai quá trình này sẽ luôn luôn gắn bó với nhau và có những mối hệ mật thiết với nhau. Chúng ta chú ý vì những cái phần này có thể rơi vào các nội dung câu hỏi tự luận trong cái bài kiểm tra của mình. Và như vậy là chúng ta đã đi nhanh các kiến thức cần nhớ trong mục 4 chuyển hóa vật chất và năng lượng. Và một lần nữa thì thầy xin chúc các em có thể tiếp thu bài hiệu quả và có thể ôn tập thật tốt và chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi này, và thầy sẽ chờ tin vui từ các em những điểm 9, điểm 10.